Hello, thì lời đầu tiên lại cho em Thanh được xin gửi lời chào tới toàn thể mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay xem nào. Giờ là 11 giờ 12 phút rồi mọi người ạ. 11 giờ 12 phút ngày mùng 6 tháng 11 năm 2023 này, thứ hai này. Thì nói chung ở nhà thì cây phôi đỗ quyên suối hoa đỏ thì cũng đã hết rồi mọi người ạ. Nên là nay em lang thang đi rừng thì trời hôm nay thì trời nó cũng khá là mát mẻ mọi người ạ. Mà mát như thế này, tình trạng như thế này chắc tí nó có khi nó mát vào nước luôn đấy mọi người ạ. Đây thì hiện tại lang thang từ sáng giờ. Lên đây thì em có gặp cái gốc này thì nói chung là tàn tán nó phân bố khá là đều và khá là đẹp. Nên là em sẽ chinh phục cái gốc này nha mọi người nhá. Và cũng như bao cái gốc khác thôi, trước khi em chinh phục thì em sẽ quay và chia sẻ toàn bộ cái hình ảnh nó tới toàn thể mọi người để cho mọi người thấy toàn cảnh trước khi mà em chinh phục nó như thế nào. Đó, con suối thì ở ngoài đây này mọi người này. Đó, suối đang nước chảy này mọi người này. Đó, trời thì khá là âm u mọi người, âm u lắm. Đang muốn chuyển mưa rồi mọi người ơi, nên là tranh thủ làm nhanh nhanh về đó mọi người ơi, không tí là nó mưa là không về nữa đâu. Đây thì đây là toàn cảnh cái gốc này nhá mọi người nhá. Gốc này thì xin giới thiệu tới mọi người là gốc này nó khá là già luôn. Cây quên mà ở trên rừng này thì hiện tại thì hầu như là từ to tới nhỏ là đều cho hoa hết rồi nhá mọi người nhá. Đó, nên là mọi người cứ yên tâm. Đây này, cái hoa của năm ngoái này nó ra rồi, quả nó khô rồi này mọi người này, quả nó khô nó tách hạt để nó sản sinh cái con này. Đó. Cái này thì em thấy bụi này thì nói chung là nó phân bổ tàn tán thì nó khá là đẹp, và cái gốc này thì nói chung là làm thì em thấy là nó rất là ok đó. Đó, nên là tiện thể đây em quay em sẽ giới thiệu tới toàn thể mọi người nhé. Thì chắc là em tranh thủ em làm cái gốc này rồi chắc ngày nay chinh phục được một gốc này thôi mọi người ơi. Đi sáng giờ bây giờ 11 giờ rồi gặp được cái gốc này. Đó. Thì bây giờ mọi người chờ đợi để em dừng, xin phép dừng cái video ở đây để em chinh phục cái gốc này. Khi nào mà em chinh phục xong thì em sẽ quay tiếp tục cho mọi người cùng thấy mọi người nhé. Đây gốc đây này mọi người này, gốc khá là to, khá là đẹp luôn đó mọi người ạ. Gốc đây thì hiện tại do rác đang tấp ở đây này mọi người này, nhưng gốc nó thì to và đẹp lắm mọi người ạ. Rác đang tấp ở đây này. Đây này, ngày xưa nó có một cái cành đây này mọi người này, cành cũng khá là to nhưng mà nó bị chết này mọi người này, nó bị nước nó dập nó chết này. Đó, nên là cái gốc này nó khá là to đó mọi người nhé. Và nó lên cái bụi này thì cũng khá là đều, khá là đẹp rồi. Đó, em thấy khá là mướt mắt nên là em mới chinh phục thôi mọi người ơi. Đó, toàn bộ tàn tán của em nó đây. Rồi thì qua những cái video clip đây, ai mà cảm thấy yêu thích và mến mộ thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ cho mọi người nhé. Rồi ai mà muốn sưu tầm cho mình một cốc đỗ quyên suối hoa đỏ, thứ nhất là về để chơi, thư giãn những cái lúc làm việc căng thẳng. Đó, cái thứ hai nữa là dòng quyên này thì nó là dòng cây chơi thiên về phong thủy mọi người ạ. Nó mang tài lộc, mang những cái sự may mắn, nó là màu đỏ nên là nó đại diện cho cái sự may mắn rất là nhiều. Đó, thì qua đây ai mà muốn sưu tầm lấy một gốc đỗ quyên về làm của riêng cho mình thì cứ xin mạnh dạn liên hệ với em nhá. Rồi để em xin phép tạm dừng cái video đây để em chinh phục đã nha mọi người nhá. Đây thì sau một hồi vật vã chinh phục em nó thì mình đã đưa được em nó ra đây nhá mọi người nhá. Thì mình lại để cái lọ keo đây để cho mọi người ướm cây này. Đó, còn bầu đất thì ngon lành chuẩn chỉ nha mọi người nha. Riêng mua cây, giao lưu cây chỗ mình là mọi người cứ yên tâm đi. Đó, bầu đất là ngon lành cành đào nhé mọi người nhé. Mình sẽ quay sơ lại cái toàn bộ tàn tán của nó một lần nữa cho mọi người cùng thấy này. Đó, mọi người thấy tàn tán đẹp không? Cây này thì tàn tán khá là đẹp mọi người ạ. Theo mình thấy này khá là ưng ạ. Đó. Toàn bộ tàn tán đây nhé mọi người nhé. Đây, bầu đất thì đây. Đó. Gốc này thì khá là đẹp đấy mọi người ơi. Gốc này thì chơi được hai thế, ai mà chơi để nguyên như thế này chơi cũng được. Đó, để nguyên tàn tán như thế này chơi cũng được này. Mà ai mà thích chơi kiểu bụi bụi ấy, thì mọi người cắt bỏ cái này luôn. Cắt bỏ cái thân to luôn để nuôi cái củ này. Củ và cái dàn cành này mọi người này.
cũng rất là ok luôn. Đó. Nên là cây này chơi thì khá là đa dạng sắc màu luôn mọi người ơi. Nên là mọi người cảm thấy hợp nhãn cây này thì cứ xin liên hệ với em nhé. Xoay xoay cho mọi người cùng thấy một tí đi cho nó thấy toàn cảnh đi. Cái cành này ấy thì nước nó quật nó bị khô này mọi người này. Đó, nước nó bị quật nó bị khô nên là em cắt bỏ đi. Mà nói chung cái cành thì nó không quan trọng lắm đâu mọi người ơi. Cành thì sau này mình trong cái quá trình mình về mình chăm sóc, mình nuôi dưỡng thì mình sẽ để chi để cành theo đúng cái sở thích của mình. Đó, chứ quan trọng là khi mà mua một cái cây phôi mà ở trên rừng về thì cái quan trọng nhất là cái cây nó phải sống. Đắt hay rẻ ta chưa bàn tới nha. Quan trọng nhất là ta phải bàn tới là cái cây nó tỷ lệ sống nó được bao nhiêu. Đó, chứ mua một cái cây mà tỷ lệ sống 10 cây chết 9, còn cây gật gù chăm sóc khoảng 2 tháng sau nó mới chết cơ mọi người ạ. Chứ nó không chết ngay đâu. Đó, mọi người thấy không? Vừa tốn công mà vừa tốn sức nữa. Nên là quan trọng nhất là mua mỗi khi mọi người giao lưu và mua một cái cây là quan trọng nhất là nó phải sống. Đó. Đây này, quanh quanh đây thì trên rừng thì bây giờ nó cũng có hoa đấy mọi người ạ. Đây này, đây có cây nhỏ nhỏ nó cũng có hoa này. Đó, nó có hoa mà nó bị sâu nó ăn hết mọi người. Trên rừng bữa nay đang sâu lắm mọi người ơi. Kiểu trên rừng này mùa này đang mùa sâu hay sao ạ? Thấy xịn sâu nhiều ghê luôn ạ. Thôi chắc em không có lan man nữa mọi người nhé. Thì xin phép chắc tạm dừng video ở đây thôi. Để em tranh thủ em gói cây để về thôi mọi người ơi. Về sớm chừng nào tốt chừng đấy. Rồi thì cảm ơn tất cả mọi người đã coi video clip của em trong suốt cái thời gian vừa qua nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái cây tiếp theo nhé.